6 mẹo sử dụng iPhone bấy lâu nay không biết. 6. Xóa nhiều tab cùng lúc trong Safari. Những người có thói quen đọc báo lướt web mỗi ngày thường hay mở nhiều tab cùng lúc. Sau đó sẽ gặp phiền toái khi có quá nhiều tab đã hiện lên. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Chỉ cần một thao tác nhỏ, ấn giữ vào biểu tượng tab ở góc dưới cùng bên phải. Sau đó bạn chỉ cần lựa chọn câu lệnh xóa tất cả các tab. Lập tức đống tab rối rắm này sẽ biến mất trong vòng tích tắc. 5. Cách quay trở về đầu màn hình nhanh chóng. Khi bạn đang lướt web hay Facebook mà đã kéo trang chủ xuống dưới quá dài mà muốn quay trở lại vị trí ban đầu, bình thường theo cảm tính, bạn sẽ ra sức lướt lại một lượt để có thể trở về đầu trang phải không? Hãy nhìn vào hai tai thỏ ở hai góc điện thoại. Bạn chỉ cần ấn vào vị trí hiện giờ ở góc trái hoặc biểu tượng phần trăm pin hay cột sóng ở góc phải. Ngay lập tức bạn đã có thể trở về vị trí ban đầu. Rất dễ dàng phải không? 4. Di chuyển vị trí nhiều app cùng lúc. Nếu bạn muốn dọn dẹp giao diện màn hình chính một cách nhanh chóng, chỉ cần thực hiện thao tác ấn chọn duy nhất như sau. Tại giao diện điện thoại, chúng ta ấn chọn và giữ vào ứng dụng bạn muốn thực hiện thay đổi vị trí. Khi trên ứng dụng đã xuất hiện biểu tượng dấu X, bạn tiếp tục ấn chọn vào các biểu tượng ứng dụng khác và gom chúng vào nhau. Sau đó vừa giữ vừa di chuyển các biểu tượng ấy đến vị trí mong muốn rồi thả ra. Ngay lập tức, những ứng dụng chúng ta đã lựa chọn trước đó sẽ được di chuyển sang một vị trí mới. 3. Sạc pin để chế độ máy bay sẽ nhanh đầy pin hơn. Có một cách để sạc nhanh hơn bình thường, chỉ cần thao tác rất đơn giản. Bật chế độ máy bay rồi sạc. Theo cách lý giải này, smartphone sẽ hạn chế được việc mất năng lượng do hoạt động trao đổi tín hiệu và định vị. Do chế độ này đã ngắt tất cả các kết nối di động, từ đó sẽ tiết kiệm được nhiều hơn cho việc sạc pin. 2. Biến điện thoại thành máy tính Casio. Có thể biến chiếc điện thoại này thành một chiếc máy tính phức tạp được không? Câu trả lời là có. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần xoay ngang màn hình. Ngay lập tức sẽ thấy một loạt những công thức toán học hiện ra. Bây giờ hãy cùng thử làm một phép tính nhé. Xóa từng số trong dãy số. Một mẹo khác cũng trong ứng dụng máy tính này mà bạn có thể chưa biết. Ví dụ như bạn muốn nhập một dãy số dài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nhưng lại gõ nhầm một chữ số chẳng hạn. Đơn giản chỉ việc kéo sang phải, tự động từng chữ số sẽ biến mất. Khi ấy bạn chỉ cần nhập thêm chữ số mình muốn vào vị trí đó. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và bấm theo dõi kênh Vietnamnet để biết thêm những mẹo vặt hay mỗi ngày.